Hello, mọi người có nấu bữa tối chưa nè? Thì bữa nay mọi người ăn gì? Thì bữa nay nhà mình sẽ tập nấu vô cháo gà ha. Thì bây giờ mình đang bỏ nước vào, nhà lửa lên. Thì nấu cháo gà thì bỏ xương xương gà trong đây, thịt thì mình đã cắt sẵn là gà luộc rồi, thì giờ mình chỉ nấu cháo ha. Thì bây giờ bắn nước lên, bây giờ mình sẽ rang rang gạo đây. Mình không có bỏ gạo vào trong nước liền, vì bây giờ là mình phải rang gạo lên với cái dầu mà mình cháy tỏi á, nó thơm. Bây giờ mình rang chút ha. Đây mình sẽ rang rang gạo lên. Bây giờ mình sẽ rang gạo ha. Cho một tí dầu ha. Tại vì dầu này mình đã khử tỏi trước rồi. Cho do nóng chút mình bỏ vô. Thì mình nấu một lon gạo mình vo sạch, mình để cho ráo ha. Cái đó mình bỏ xương xương gà vô, mình hấp hoặc mình luộc cho nó. Thì mình nói chung mình xào cho nó một tí ha, cho nó xanh cái gạo lại. Rang á, rang lên. Ok, tắt lửa ha. Bảo qua đây. Lên đây bảo lên ha, cho nó nóng đi. Tắt lửa này. Rên cái này qua đây. Đó. Bạn
một cỡ tí bột nêm ha. Chút muối. Cho nước nó ngọt. Thì xay gà cũng sắp cái máy rồi. Sôi lên thì bây giờ mình sẽ cho này vào ha. Thì vào đó mình sẽ làm gỏi thịt gà, mình xé ra, mình gỏi thịt gà mình có cái đồ chua mấy bạn, cà rốt rồi đó, đồ làm chua hết sẵn rồi, mình chỉ cắt hành lá này, hành hành tây, đồ rau rau thơm, mấy cái ngò rồi đó, mình có thịt gà mình xé nhuyễn ra, mình bóp một dĩa gỏi ăn ha. Đó. Thì trong khi chờ đợi nước nồi nước sôi thì mình luôn phiên vớt cái bọt đó ha, mình cũng đang vớt rồi, mình cũng dàn lửa hơi nhỏ lại một tí để cho cháo nó chín ha. Thì bây giờ đây là thịt gà đây, mình sẽ xé nhỏ ra rồi mình sẽ làm gỏi ha. Mình làm gỏi ăn thôi, còn một một ít thì để bỏ trong cháo á. Bỏ trong cháo mình ăn ha. Thì gà này mẹ mình mua nó hơi nhỏ một chút. Mà cứ người ta gọi là gà đi bộ á mấy bạn. Hơi nóng. Đây mình sẽ chuẩn bị một tô đá. Mình sẽ có hành củ nè, có cà rốt nè, có củ cải, củ cải trắng các bạn, mình cái bói thơm rồi. Đây là đồ chua mẹ mình làm sẵn rồi, bữa trước mình có vay clip á, đồ chua mình lấy ra ha. Cũng tiện, có sẵn rồi mình chỉ lấy ra mình bóp vào thôi, mình làm mắm tỏi ngon các bạn đó. Đây mình ăn bên tráng ngon lắm. Sau khi mình giả ớt xong đây, thành quả đây,
lấy ra chén ha, mình đang chanh vào. Mình nghĩ một trái là vừa rồi, nửa trái là vừa rồi, nước chanh nó nhiều quá. Tay mình sạch nha. Mình trộn trộn đều lên. Và bây giờ thì cho thơm đi. Thơm mấy bạn. Giờ mình chớ một tí nước mắm vào đây, mình trứng lên. Ok. Thấy hấp dẫn chưa? Oh no. Đó. Bây giờ mình sẽ xem thử nó như thế nào. Ngon. Đó, thấy đẹp chưa? Đủ sắc hết. Vàng, xanh, trắng và trắng ruột thịt gà nữa. Đó. Gỏi mình đang đã làm xong. Thì đây là cháo ha. Thôi cháo. Thì bây giờ mình ăn tối thôi ha. Thì năm nay năm mới thì các bạn đã chuẩn bị hết chưa? Thì bên này thì không có chuẩn bị gì hết á. Không có rộn rạo rực giống như bên Việt Nam. Về quê ăn Tết, mua vé xe hay là mua đồ mới. Thì bên này thì ngày nào cũng như ngày nào. Đó thì cũng cầu chúc cho có sức khỏe để đi làm, chứ cũng không có mong gì nhiều hơn. Đó thì hôm nay mình
Ăn chút cháo nha. Cuối tuần này chuẩn bị mưa nên thời tiết sẽ hơi bị lạnh một chút. Thì tô cháo nóng này cho ăn cho ấm bụng ha. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bye bye, chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.